nhà mặt tiền đường giá cực kỳ tốt nè quý cô chú anh chị ơi. À, mến chào quý cô chú anh chị. Chào mừng quý cô chú anh chị mình quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì à, hiện tại anh chị, em đang chạy trên trục đường Tân Kỳ Tân Quý ngay cái đoạn giao với đường à, Mã Lò mình nè anh chị. Đây, cái hướng này là Tân Kỳ Tân Quý anh chị chạy quốc lộ 1A nha. Đó, anh chị đi thẳng tới tí xíu á là là đường Mã Lò. Đây là đường Mã Lò nè. À, phía bên phải mình là cái khu quân đội ha anh chị vừa qua khu quân đội này anh chị sẽ quẹo phải vô sẽ là có đường số 21 nha anh chị đó thì hôm nay em chia sẻ cho quý anh chị mình một căn nhà mặt tiền đường luôn kinh doanh mua bán rất là ok luôn anh chị có giá cực kỳ tốt luôn chỉ có 3 tỷ 600 triệu thôi đó anh chị đây đường xá thì nói chung là rộng rãi thông thoáng nha này nói chung là đường hiện hiện hiện, hiện hữu là nó khoảng tầm 7-8 mét đó anh chị đó rất là ok kinh doanh thoải mái ha đây vừa qua khu quân đội này bên đây mình về cái đường này thì cái khúc đầu đường này á là hiện tại bên phải mình là cái khu đất quỹ đất của quân đội ha anh chị chạy tới xíu là sẽ có sân banh nè đó khu sân banh của quân đội đó anh chị đó rồi anh chị đi thẳng vô luôn thì mình sẽ ra là quốc lộ 1 a nè đó anh chị đi thẳng tới hoài luôn sẽ ra quốc lộ 1 a ha từ đứng nhà mình mình sẽ nhìn ra thấy quốc lộ 1 a đường xá đây trước nhà hiện tại hiện hữu là khoảng tầm 7 m 8 m nha anh chị đó, xung quanh là xe nhà cao tầng nè giống như chị thấy đây ha căn nhà của mình đây là căn nhà của mình nhà máy thái đó anh chị à, căn nhà này á có diện tích là ngang 4 m dài là 11 m nha anh chị mặt tiền đường kinh doanh nha đó, rộng rãi thông thoáng ha kết cấu là một trệt 3 lầu đó anh chị anh chị nào quan tâm căn này liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha 0949 900 589 em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị đó. <laughs> Giá này là còn thương lượng nha anh chị. Đó đây đường xá đây, đường thì ô tô tải tính nhau thoải mái ha, rộng rãi thông thoáng nha. Phía sau cái khu này anh chị, phía sau nhà mình đó, là một mấy cái căn nhà biệt thự, nhà phố họ xây cũng rất là hoành tráng. Nếu anh chị đi xem trực tiếp thì em sẽ dẫn cho anh chị mình vòng ra phía sau để xem luôn. Đó. đây ra rất là thuận tiện về đường đi ha. Ở đây họ xây nhà cao tầng rất nhiều nè. Đó, phía sau nhà này anh chị. Nó là nguyên khu biệt thự. Đó. đây là một vài hình ảnh bên trong nhà nha nhà thì mới rồi nhà mới xây anh chị mua về thì có thể ở được liền nha đó đây thì họ để một vài cái bàn ghế uh, anh chị uh, anh chị nào quan tâm thì uh, liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới 0949 900 589 em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị uh, xin cảm ơn anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.